Thì Nhung chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Đài truyền hình Việt TV và Radio và mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và phần 2 được bắt đầu với một lá thư Thì Nhung nhận bằng email của một vị khán giả tên là Minh Nguyễn. Nhung nhận vào ngày 2 tháng 7. Hỏi về hợp đồng thuê nhà. Thưa bà Hồ Quang, tôi có vài thắc mắc về an sinh xã hội. Mong bà giải đáp. Tôi sinh năm 1953. Lãnh tiền hưu là 533 đồng. Nay tôi lên sở an sinh xã hội để xin thêm trợ cấp SSI. Trong yêu cầu của sở an sinh có hỏi về hợp đồng thuê nhà. Tôi và một người bạn cùng share một căn phòng là 700 đồng. Mỗi người chia nhau là 350 đồng. Tháng nào trả trước tháng đó. Nếu không trả thì coi như mình không thuê tiếp nữa, chứ hoàn toàn không có hợp đồng gì cả. Ý muốn của họ đòi hợp đồng là để làm gì? Thưa bà khi xin SSI thì có phải họ vẫn phải tôn trọng phần lương hưu của tôi nếu có điều gì tôi sai phạm trong tương lai? Tôi hiện có một chiếc xe cũ đời 94, tôi có thể bán và mua một chiếc mới hơn với sự trợ giúp của các con tôi không? Và tôi có cần khai báo số tiền để mua chiếc xe đó không? Tôi đang dự định mua khoảng 5.000. Ông lãnh tiền hưu, nhưng mà cái số tiền hưu của ông ít hơn cái SSI. Vì vậy ông đã đến Sở An sinh Xã hội để xin ghi danh vào chương trình SSI và được nhân viên ở đây đòi ông phải có cái hợp đồng. À, thế SSI là gì? SSI là một cái chương trình trợ cấp của chính phủ dành cho những người tuổi trên 65, tàn tật hay mù lòa có thu nhập và tài sản hạn chế. À, cái tài sản hạn chế thì là như ông biết rồi, một người chỉ có 2 ngàn, và một đôi vợ chồng được quyền có 3.000 ở đây tôi biết ông sống có với người bạn thì chắc chắn là ông chỉ có một là đơn thân độc mã thôi đó à, cái mục đích chính của cái chi phiếu SSI là giúp cho cái người thụ hưởng có đủ một cái số tiền căn bản hàng tháng để trang trải những cái chi phí cần thiết cho mình như trả tiền nhà trả tiền ăn à, và cái nguyên tắc để tính được cái mức tối đa của cái chi phiếu SSI hiện nay mà cái số đó là 771 đồng. Thì cái người xin SSI phải chu toàn được cái việc là trang trải những cái chi phí về ăn và ở của mình. Do đó người ta, tôi, tôi chỉ lấy cái thí dụ thôi nha, nếu mà ông ở với người bạn như vậy mà ông nói là tôi ở tụi tôi ở À, mà bạn tuổi tử tế quá thì nó nó nói tôi ở free thì khi mà ông ở free ông chỉ được hưởng có 2 phần 3 của cái chi phí 771 đồng thì nó lại ngang với cái 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 tiền hưu của ông thì ông không được gì hết nhưng mà nếu mà ông nói là tôi ở với người bạn và chúng tôi split chúng tôi chia đều những cái chi phí về ăn ở người ta họ dùng cái hợp hỏi một cái câu rất là generic là tổng quát trong một cái đơn để xin SSI là ông có hợp đồng không nhưng mà nếu ông chỉ nói là cái hợp đồng ở đây là không phải là uh, tôi ký giấy với người bạn tôi là tôi phải ở với người bạn tôi trong vòng 6 tháng rồi tuổi tháng tôi đóng bao nhiêu không phải như vậy ông chỉ cần nói là à, tôi trình bày cái trình đoạn của ông ở với người bạn tôi lấy thí dụ cái rent của cái apartment đó là 600 đồng điện nước cộng vô thêm 100 nữa là 700 thì ông nói là chúng tôi hai đứa chúng tôi chia đều cái chi phí đó tôi đóng ba trăm rưỡi thì chính phủ sẽ hỏi là nếu ông không có hợp đồng thì cái người bạn của ông có đồng ý ký cái giấy xác nhận rằng vâng tôi và người bạn tôi hai đứa cùng chia sẻ những cái chi phí đó vậy thôi không 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 có gì mà à, ông phải lo ngại và vâng cái quyền lợi của ông bao giờ chính phủ cũng tôn trọng rồi nay nói về chuyện chiếc xe thì à, ông chưa xin được ssi phải không tại vì ông còn lấn cấn cái chuyện cái hợp đồng thì chương trình SSI cho phép uh, mỗi người được quyền có một căn nhà không cần biết nhà lớn nhà nhỏ nhưng mình ở trong căn nhà đó thì ở đây cái chuyện đó không áp dụng cho ông vì ông với người bạn đang xe một cái cái cái, cái apartment qua nói tới chiếc xe thì mỗi người có quyền có một chiếc xe Tôi nói cụ thể hơn là một phương tiện di chuyển. Tại vì đừng đừng hiểu lầm tôi là oh, ông có quyền một chiếc xe. Rồi một ngày đẹp trời ông nói là tôi mua thêm một chiếc motorcycle. Rồi tôi đi mua thêm một chiếc tàu, tôi đi câu cá nữa thì cái đó không được. Tất cả những thứ đó đều là phương tiện di chuyển. Chính phủ chỉ miễn trừ giá trị của một cái phương tiện di chuyển đầu tiên và có giá trị nhất. thì Ở đây ông có một chiếc xe 1994 thì ông có quyền chuyển để có được một chiếc xe mới hơn. Mà bây giờ ông chưa ngã ngủ vấn đề SSI thì ông không có phải trình bày cái chuyện là ông chuyển đổi chiếc xe. Chỉ khi nào ông tới sở an sinh xã hội người ta hỏi ông có xe không? Vâng, tôi có chiếc xe thì ông cho biết cái xe hiện tại ông đang có. Nhà yeah, và giá trị 5.000 thì không có ảnh hưởng gì. Yeah, không. Ừ. và Thi Nhung cũng xin phép đi tiếp một lá thư nhận bằng bưu điện của một vị khán giả sống tại North Houston, Nhung nhận vào ngày 5 tháng 7 vị khán giả tên là Hạnh Vương Thưa bà Hồ Quang, lá thư khá là dài thưa cô à, Tôi đã từng theo dõi bà rồi bỏ những câu đầu đi ha Tôi tên là Vương Hạnh, 87 tuổi, từng đi làm Có lương hưu là 1.000 đồng một tháng, lãnh từ hơn chục năm nay Khoảng đầu năm 2019 này, Sở An sinh có gửi thư cho tôi Nói rằng tôi phải trả lại cho Sở An sinh xã hội Một số tiền là hơn 13.000 Mỹ Kim là tiền mà theo họ nói là thẳng dư mà bà vợ quá cố của tôi đã lãnh SSI ngày xưa. Hiểu một cách khác là bà vợ tôi khi xưa có tiền ở trong nhà băng mà khai không có để mà hưởng SSI. Và tình trạng hiện nay là họ thẳng thần trừ tất cả tiền SSA của tôi kể từ tháng 3 năm 2019. Cho đến tháng 3 năm 2020 đó, thì mới được nhận lại tiền SSA SSA như cũ. Hôm qua đây lại được biết thêm là họ trừ luôn cả tiền đóng cho insurance của tôi nữa. Hiện trạng tôi không có một đồng mỗi tháng, thêm nữa lại không có insurance. Họ nói chừng tháng 3 năm 2020 thì tôi mới được có tiền SSA lại như cũ. Xin nói thêm như sau, vợ chồng tôi tới Mỹ sau tháng 5 năm 1975. Vợ tôi có đi làm một thời gian rất ngắn bà có ngân khoản ở trong ngân hàng riêng. Tôi có khoản ngân hàng riêng, không có chung mà kèo. Trước khi chính thức ly dị vào năm 2000, chúng tôi ly thân và sống mỗi người một nhà riêng. Bà thì xin được SSI, tôi không có rõ là bao nhiêu, còn tôi tiếp tục đi làm, vẫn sống riêng rẽ hai nhà. Sau đó tôi nghỉ hưu và lãnh SSA. Năm 2008 bà mất. Mới đầu năm 2019 tôi nhận được giấy của sở an sinh xã hội là nói tôi phải trả lại sở xã hội số tiền là trên 13.000 Mỹ Kim. Bà vợ tôi đã lãnh thẳng dư của xã hội. Hiểu giản dị là bà vợ tôi có tiền mà khai gian để lãnh SSI. Nay họ khám phá ra và bắt tôi phải trả lại. Sở an sinh xã hội nói rằng nếu muốn được miễn thì phải làm một tờ waiver chứng minh là tôi không có lỗi gì trong vụ bà vợ khai mang sau đó sẽ xin một uh, hearing để xét xử tôi nhờ con trai lớn của tôi làm hai điều đó đồng thời cũng trực tiếp lên sở xã hội trình bày nhiều lần nhưng mà không có kết quả thực trạng hiện tại của tôi như sau kể từ tháng 3 năm nay tôi không được lãnh một đồng nào trong bang của tôi chỉ có chưa tới 200 Mỹ Kim mới hôm qua tôi lại được biết insurance sức khỏe của tôi không cover nữa vì sở an sinh xã hội cúp luôn cả tiền này. Hiện nay tôi phải ăn nhờ ở đậu nhà con tôi, nhưng chuyện này không thể kéo dài được. Vì vậy xin thỉnh ý bà, bây giờ tôi phải làm gì để sinh sống? Có xin SSI được không? Vì không có income. Làm sao để có bảo hiểm sức khỏe? Khiếu nại ở cấp nào nữa? Và khiếu nại như thế nào? Có thể làm đơn xin với sở an sinh xã hội là Tôi chấp nhận xin trả góp hàng tháng. Dĩ nhiên là xã xã hội sẽ trừ làm sao cho tôi còn tiền để đủ sống. Tôi đang lúc quẩn trí. Mong bà góp ý kiến giúp cho. Hmm. Ôi, 13.000. Như thế này nha. Ừ, ông ông có chia sẻ trong thư là ông với bà không có sống chung với nhau từ năm 2000. 2000. Yeah. Thì từ năm 2000, theo luật đó, thì khi ông bà không có sống chung với nhau thì bà có thể là ông thì được hưởng một ngàn đồng tiền hưu cao lắm á thì bà có ăn theo thì cũng chỉ được có 500 thôi mà nếu mà ông bà sống riêng đó thì không cần ông bà phải chính thức ly dị miễn là ông bà không sống chung với nhau với một mái nhà thì những cái gì bà làm bà chịu trách nhiệm ông không có liên đới trong cái chuyện mà À, bà ở riêng rồi bà khai tùm lum tà la rồi cái chuyện đó chuyện của bà chứ không phải chuyện của ông thì bây giờ cái điều chính đó là ông nhìn lại xem coi có phải là cái thời gian mà bà xin ssi bà có khai chung địa chỉ với ông hay không tại vì có những trường hợp như thế này theo luật tôi lấy thí dụ cụ thể như trường hợp của ông đi ông lãnh một ngàn ông đã trên 87 tuổi thì có khi ở cái thời điểm đó bà cũng đã trên tuổi hưu toàn phần rồi bà có quyền lãnh 50 cái tiền hưu của ông ông lãnh 1.000 bà lãnh 500 hai ông bà cộng lại không đủ điều kiện để xin SSI bà bản thân bà với cái số 500 bà có quyền xin SSI nếu mà bà khai ở cái chỗ bà ở thật sự riêng ông ở một cái chỗ riêng thì trong cái hồ sơ đó ông không có trách nhiệm với cái chuyện mà bà không khai đúng sự thật nếu bà dùng cái địa chỉ bắt giờ bà nói ở à, tôi ở một mình nhưng mà chính phủ nhìn ra là ông và bà ở cùng chung địa chỉ thì lúc bấy giờ ông hoàn toàn chịu trách nhiệm trên những việc làm không đúng của bà ừ, thì là. bây giờ cái câu hỏi của ông là làm sao để mà cứu gỡ thì bây giờ bảo hiểm thiệt ra đó là cái bảo hiểm đó người ta không có cúp của ông chỉ có cái là Hồi xưa ông có một số tiền trên cái quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội. Mỗi tháng chính phủ tự động trích ra 135 đồng 50 xu để mà đóng cái bảo phí Medicare cho ông. Bây giờ cùng lắm thì ông cũng liên lạc với Medicare để đóng riêng cho ông yên tâm cái việc là ông có bảo hiểm sức khỏe đi đã. Rồi từ từ mình sẽ tính tiếp. Dạ, yeah, thì nhưng cảm ơn cô anh Chi Hồ Quang rất nhiều và thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Thế nhưng rất là tiếc bởi vì liên quan đến lá thư này, có lẽ là cô Hồ Quang cũng muốn giải thích thêm cho ông rõ. Thế nhưng mà thời lượng hết rồi thì nếu như quý vị có thắc mắc gì thì hãy email cho chúng tôi ở địa chỉ email là an sinh xã hội at com hoặc quý vị cũng có thể gửi thư về địa chỉ số 1301 x Arapaho, Richardson, Texas 75081. Xin kính chào và xin hẹn qua lần phát hình kỳ tới.